Yo, hello mọi người, chào mừng trở lại với channel DC Gaming của mình. Và hôm nay thì mình sẽ đem tới cho mọi người một bộ bài Meme Deck. Đó chính là bộ bài về con Vikavolt V. Thì con Vikavolt V là một cái con mà đã từng là một trong những con rất là khó chịu trước khi rotation diễn ra. Nhưng sau khi rotation diễn ra thì nó không còn được trọng dụng nhiều nữa. Và hôm nay thì mình đã có được một cái build mà có thể gọi là khá là ổn và vận hành cũng khá là tốt khi chúng ta cho được những thứ chúng ta cần thì chúng ta sẽ có thể set up được thế trận và sau đó khiến cho đối phương cực kỳ ức chế với cái bộ bài Vikavolt V này luôn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành vào và nói về 60 lá bài ở trong cái bộ bài Vikavolt V này và chúng ta sẽ tự tìm hiểu xem lý do tại sao nó lại khó chịu nha. Alright, thì bộ bài Vikavolt V này của mình sẽ có tác công chính, chắc chắn chỉ có một con thôi, chính là con Vikavolt V ở đây. Thì chúng ta có chiêu rất là hay, đó chính là Paralyzing Bolt. Và ở turn tiếp theo, đối thủ của chúng ta sẽ không được phép sử dụng bất cứ một item nào ở trên tay của họ cả. Đây là một cái lá bài rất, đây là một cái chiêu mà cực kỳ hay luôn. Item là một trong những thứ rất là quan trọng ở trong cái tựa game Pokemon TCG. Và với việc không sử dụng item thì họ sẽ rất là khó để setup được những cái turn của họ. Vì vậy, 50 dam cũng là một dam không quá là tệ, hơi nhỏ một xíu nhưng mà cũng không quá là tệ. Vì vậy 50 dam setup và sau đó có thể sử dụng cái chiêu thứ hai chính là chiêu Super Zap Cannon 190 dam và Discard Energy thì tính sơ vào thì chúng ta sẽ có khoảng đâu đó 240 dam mà 240 dam thì cũng knock out được khá là nhiều Pokemon ở thời điểm hiện tại rồi. Vì vậy đây là chiêu rất là hay, chúng ta lock item cho đối phương ở turn trước và sau đó chúng ta sẽ có thể Super Zap Cannon và knock out họ turn sau thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể làm điều đó. Vậy đây là cái con tấn công chính của chúng ta và cái game plan của cái bộ bài này chúng ta sẽ khiến cho đối phương bị items lock và sau đó khiến cho họ không có được những thứ họ cần cho turn của họ. Thì những cái Pokemon khác mà mình sử dụng trong bộ bài này nữa đó chính là hai con Galarian Slowbro V. Thì con này của chúng ta có ability là Rapid Fire Poisons thì mỗi turn nếu như nó ở vị trí active thì chúng ta sẽ khiến đối phương bị poisons và có thể là 240 đam của chúng ta chưa đủ để knock out gì cả thì chúng ta có thể khiến cho đối phương bị thêm ít đam nữa với cái chiêu với cái ability Rapid Fire Poison này khiến cho đối phương bị nhiễm độc và nếu như họ không retreat được thì họ sẽ cứ mỗi turn bị nhiễm 10 đam của độc và đó cũng sẽ là một lượng đam khá là ổn trong một vài matchup. Thì Galarian Slowbro mình sử dụng hai con, ngoài ra một con Absol đây, ability là Dark Ambition thì Pokemon basic của đối phương sẽ có retreat cost tăng thêm một. Thì cái game này chúng ta ở trận đấu này chúng ta hoàn toàn có thể khiến cho những cái con Pokemon của đối phương không retreat được, chúng ta có thể trap họ ở trên đó và sau đó item lock và họ sẽ không thể nào switch ra được. Thì đó là cái game plan chính của mình và một con Robot V để có thể draw bài với Dark Assess và hai con Titan GX cũng là để draw bài luôn và một con Tapu Koko để có thể nạp hai năng lượng ở trong Discard pile vào hai con Pokemon của chúng ta và đây là cách chúng ta nạp năng lượng nhanh cho con Vikavolt V của mình. Thì đó sẽ là 11 con Pokemon mình sử dụng trong bộ bài này và lý do mình sử dụng khá là nhiều con Dark như thế này là bởi vì chúng ta sẽ sử dụng hai Stadium, đó chính là hai cái Stadium Dark City Pokemon Basic hệ Dark của chúng ta sẽ được free retreat cost. Và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ cần tìm cách nào để đẩy được cái con Slowbro lên vị trí active làm đối phương nhiễm độc là chúng ta có thể dễ dàng retreat với lại cái Dark City này và đó là một cái combo rất là tuyệt vời. Thì ra hai cái Stadium Dark City ở đây và Crobat V và Absol cũng sẽ retreat một cách rất là dễ dàng luôn. Và đó là sao mình không sử dụng bất cứ một cái tools Everloon hay gì cả ở đây cả. Chúng ta rất là dễ dàng retreat với lại Dark City rồi. Và ngoài ra thì bốn switch sẽ có luân chuyển vị trí active, chúng ta có thể luân chuyển con Galarian Slowbro chúng ta lên và sau đó retreat một cách dễ dàng. Ngoài ra thì sẽ có bốn cái Crushing Hammer sẽ discard energy của đối phương. Đương nhiên là các bạn phải flip được hết rồi. Thì đây là cách chúng ta có thể vừa disrupt energy của đối phương khi đối phương nạp một chân chậm một turn nạp năng lượng và sau đó với việc họ bị item block thì họ sẽ cũng rất là khó có thể nạp được đủ năng lượng để có thể gây được một lượng đam đủ lớn để knock out được con Vikavolt V của chúng ta. Bốn quick ball research base Pokemon basics thôi. Hai reset stem để có thể sử dụng ở trong những turn late game. Khi họ lấy quá nhiều price chúng ta có thể restem họ sau đó item block họ thì họ sẽ rất là khó để có thể có được những thứ họ cần những turn cuối cùng để kết liễu trận đấu. Bốn số chỉ lưu trữ vị trí active như mình đã nói. Hai cái turbo patch thôi. Chúng ta sử dụng khá là nhiều conflict card rồi mình chỉ cần sử dụng hai thôi, mình không muốn sử dụng bốn nữa vì như vậy nó sẽ tổng cộng là 8 lá bài và lỡ mà chúng ta bị 8 tails hết thì các bạn sẽ biết điều gì xảy ra rồi. Không ai muốn bị thám theo hết cả. Giờ mình sử dụng 6 lá bài Conflips thôi. Thì cái này có thể chúng ta có thể nạp được một năng lượng nhanh ở trong Discard Pile vào trong một con Vikavolt V của chúng ta. Và như vậy là chúng ta có thể tấn công với chiêu Paralyzing Bolt thành một cách rất là dễ dàng ở trong turn đầu tiên khi chúng ta đi nhì. 4 Gale Horn là cái bài mình thấy rất là hay ở đây.
cả hai bên mà thì sẽ bị confused, và đương nhiên rồi, nếu như đối phương bị confused, đối phương không switch ra được thì họ sẽ phải rủi ro chấp nhận là phải tấn công bằng việc flip coins, và nếu như họ bị tail thì họ sẽ bị dính 30 dam và không gây dam được người buôn mong của chúng ta. Đây là một lá bài mình thấy rất là hay cho cái bộ bài Mika Von TV này. Chúng ta phải bắt đối phương phải flip được heads khi tấn công. Thì ra chúng ta sẽ rất là dễ dàng có thể retreat được thôi, bởi vì đơn giản nhất là sẽ switch vào con slow pro này trước, và sau đó chúng ta sẽ gieo horn khiến đối phương bị confused, và sau đó chúng ta retreat bằng cái duck CD này vào con Mika Von TV của chúng ta và bắt đầu tấn công. Thì đó sẽ là cái combo chính ở trong cái bộ bài này, 4 gieo horn, ba bot keeper cũng là thứ được chúng ta có thể luôn chuyển rejected và draw thêm 3 lá bài nữa. Ba bot sau đó sẽ là bot những con Pokemon nào đó mà chúng ta muốn trap ở trên rejected lên. 4 money và 4 resource sẽ là những lá bài draw supporters của chúng ta, và mình sử dụng thêm một gel horn nữa, gel grunt nữa, để có thể disrupt hand của đối phương thôi, disrupt energy của đối phương. Đối phương sẽ bị bỏ một energy cho họ vừa nạp một turn vừa rồi lên tay, và như vậy là họ sẽ bị chậm một turn nạp năng lượng, và nó sẽ có rất là hữu dụng ở trong một vài trường hợp. Mình không sử dụng quá là nhiều, mình chỉ sử dụng một thôi là đủ rồi. Chúng ta không quá phụ thuộc vào cái gel horn, gel grunt này. Và 8 energy basic và 4 cái speed energy được nạp con Pokemon sẽ điểm chúng ta và draw thêm 2 lá bài, giúp chúng ta draw được thêm một vài lá bài để có thể set up cho turn của chúng ta. Và đó sẽ là tất cả những gì ở trong cái bộ bài Vicavolt V của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ đánh thử một vài trận trên ladders, và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cái sự khó chịu của bộ bài Vicavolt V này nha. Alright, và tiến hành vào game đấu đầu tiên của chúng ta, và đây là một bộ bài hệ sharp theo như mình thấy nhá. Cái bộ bài hệ sharp là một bộ bài cũng khá là không quá Jason sẽ là một trong những con mà có thể one shot được chúng ta. Đương nhiên là mình sẽ muốn đi trước rồi, nạp năng lượng trước và sau đó đảm bảo là turn 2 thì chúng ta sẽ nhưng mà với cái này thì chúng ta không nghĩ là mình ở turn 2 chúng ta sẽ có được bất cứ gì ở đây cả. Mình không nghĩ là chúng ta có bất cứ gì ở đây với lại cái hand này. Đó là ADP Jason và ok, that's fine. Ít nhất là chúng ta có được cái quick ball cái này, và chúng ta sẽ có được con Vika Volt ở đây. Ít nhất là chúng ta nạp năng lượng cho Vika Volt thay vì nạp năng lượng cho Dedenne. Đó là điều rất là tệ, và không ai muốn nạp năng lượng cho Dedenne cả. Ok, bây giờ thì hand của mình thực sự là ổn rồi đây. Và nghĩa chúng ta sẽ pass cho đối phương thôi nha, chúng ta sẽ pass cho đối phương. Turn sau thì mình nghĩ là mình có thể đơn giản là nạp năng một năng lượng như con Dedenne này. Chúng ta kiếm switch thì vẫn sẽ là đẹp nhất, nhưng mà đôi lúc là không đòi hỏi được. Có lẽ là chúng ta sẽ có thể mình nghĩ chúng ta vẫn sẽ muốn kiếm switch hơn, hay vì bởi vì thật sự chúng ta vẫn có thể paralyzing bow tới phương ở turn sau bằng việc nạp năng lượng ở đây, và sau đó nếu chúng ta discard energy các kiểu đi thì chúng ta vẫn có thể sử dụng Tapu Koko cho 2 energy được, và nó hoàn toàn vẫn sẽ ổn. Nhưng mà yeah, mình nghĩ là mình sẽ muốn có switch hơn ở đây. Đây là ADP Jason và chúng ta cần nhiều hơn thế, đó là ADP Jason với lại Crushing Hammers nữa. Và nếu như họ không auto creation được ở turn này thì đó là lỗi của họ thôi. Yeah. Các bạn không bỏ Crushing Hammers vào những cái bộ bài như ADP Jason làm gì cả. Nó rất là thiếu sự consistency. Và ok, energy switch maybe. Họ đã mất đi một energy nước rồi, vì vậy nếu như ở turn sau chúng ta Crushing Hammers được cái energy nước này thì cái tỷ lệ mà họ auto creation được nữa là rất là khó. Mặc dù Jason của họ vẫn one shot chúng ta, nhưng mà không lấy thêm price vẫn luôn luôn là điều rất là tuyệt vời. Yeah, đương nhiên rồi, không lấy thêm price ai cũng thích điều đó cả. Khi đối đầu với ADP Station thì không lấy thêm price là một điều mà họ sẽ money. Đây là một cái hand rất là đẹp luôn. Chúng ta có research, chúng ta có energies, chúng ta có cả Dark CD để có thể sử dụng thêm cái con nhưng mà với hand thì mình không có gì để chê cả. Nhưng mà nếu như họ heads thì sẽ rất là tệ. Ok, họ không có heads, perfect. Interest short, alright. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ money họ đi và khiến cho họ không có được hands lớn ở đây. Chúng ta sẽ switch vào cái con Vikavolt của mình, đó mình sẽ money của họ đi. Chúng ta sẽ cố gắng kiếm được cái Crushing Hammer sẽ discard energy này. Với việc chúng ta lock đối phương thì đối phương sẽ rất là khó để có thể làm được cái gì. Chúng ta có cái này khá là trễ. Với việc như thế này mình nghĩ là mình có thể Crobat ở đây, mình nghĩ là mình sẽ Crobat. Crobat thay vì cố gắng là có được ít nhất là một cái Crushing Hammers. Khá là đáng buồn. Thực sự chỉ có thể gọi là khá là đáng buồn thôi, chúng ta không có được thứ mình cần. Auto-creation sẽ là turn sau thôi, trừ khi họ xui đến mức mà họ không có được energy. Mình có thể mạo hiểm ở mức không, nếu như mình làm như thế này họ sẽ có sử dụng items, nếu như mình không được hatch. Vì vậy nghĩ là mình sẽ Dance of Ancients vào hai con này luôn.
mình có thể sử dụng GX của DNA ở một thời nào đó quan trọng. Sau đó chúng ta sẽ như thế này, chúng ta sẽ Palancing Bolt ở đây. Có thể xong sau chúng ta vẫn có thể Crushing Hammer Scan Energy được, mà họ sẽ không switch ra được, họ không tấn công được, họ không Energy switch được thì vẫn ổn thôi. Giá mình nghĩ như vậy là vẫn ổn. Chúng ta sẽ chấp nhận cho họ được một turn Outer Creations ở đây. Đây là một hand rất là đẹp nữa rồi. Đừng Marnie mình nữa và ok, họ sẽ không Marnie nữa. Và bây giờ họ không sử dụng được Crushing Hammer nữa và họ mất luôn cả Metal Sorcerers. Đó là ba Metal Sorcerers, và nếu như mình knock out được ADP này trước khi nó Ultimate Ray thì đối phương gần như là ở một cái thế rất rất là tệ luôn. Bởi vì họ sẽ rất là khó nạp lượng Utilization những turn tiếp theo. Ok, that's fine. Chúng ta có switch luôn, mình nghĩ là mình sẽ switch vào. Bây giờ thì mọi thứ sẽ tệ hơn rất là nhiều so với lại đối phương. Chúng ta sẽ gieo Horn ở đây và họ sẽ rất là khó làm bất cứ điều gì được cả. Mình sẽ attach năng lượng vào đây. Chúng ta sẽ Dark City, chúng ta sẽ Rapid Fire Poison, và đó là một cái combo mình nghĩ đó là cái combo mơ ước khi các bạn đánh bộ bài này. Đó là một cái combo và cái sub deck rất là tuyệt vời. Thế là tự không có Crushing Hammer rồi, khá tệ. Chỉ có thể gọi là khá tệ thôi. Nhưng mà không sao cả, biết đâu họ lại bị tails thì sao. Biết đâu họ lại bị tails, thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu như họ bị tails, và mong là họ bị tails, mình chỉ mong là họ bị tails thôi. Họ không switch ra được, chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ thì họ sẽ chỉ có thể cầu mong là họ được flip được heads thôi. Và nếu như họ không có energy nữa thì mình nghĩ là rất là tệ. Nhưng mà mình nghĩ là không có cách nào mà họ lại không có energy turn này cả. Và let's see. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi đối phương sẽ làm gì. Họ sẽ boss con khác lên. Không có tin được là họ lại có cả boss luôn. Và nếu như bây giờ họ flip được hết thì thực sự là mình không biết gì để nói. Ok, you're right. Mọi thứ ổn ở đây rồi. Con này của họ sẽ bị knock out turn này của mình. Mình chắc chắn sẽ knock out con này của họ turn này rồi. Thực ra là mình có thể Paralyzing Bolt. Họ sẽ vẫn có một Metal Sorcerer để làm được điều gì đó. Mình chắc chắn là retreat được rất là dễ dàng rồi. Vì vậy mình có thể bây giờ thì cách đánh nào của mình sẽ là tối ưu nhất. Đó là thứ mà mình đang thắc mắc ở đây. Mình có thể gieo Grunt cái energy này lên và sau đó chúng ta knock out con Pokemon này. Thì đối phương gần như là không có cách nào. Là mình nghĩ là như vậy là tốt nhất rồi. Mình sẽ attach vào cái con này của mình. Sau đó chúng ta sẽ retreat vào cái con này của chúng ta. Sau đó mình sẽ gieo Grunt cái energy sẽ lên tay của họ. Như vậy. Và đó mình sẽ Super Zap Cannon ra đây. Kaboom, lấy 3 Prize ở đây. Khi chúng ta sẽ discard energy, mình nghĩ là mình sẽ discard special energy đi, bởi vì thực sự là họ có thể sử dụng, biết đâu họ lại sử dụng con Giratina thì sao, discard energy special của mình mà chúng ta không có energy ở trên vị trí active, thì nó rất là tệ thôi nha. Nó cực kỳ tệ. Vì vậy mình nghĩ là như thế này sẽ ổn nhất. Bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục tái hiện lại cái vừa rồi bằng việc chúng ta boss những cái con như là Dine của đối phương lên, hay là boss game Doran lên cũng được nữa. Ok, chắc chắn là họ không tấn công được cái turn này rồi. Đó là một điều không có gì để bàn cãi cả. Họ có thể boss chúng ta lên tiếp nếu như họ muốn, đó là research thôi. Có thể họ sử dụng Turbo Patch. Turbo Patch là cách duy nhất để họ tấn công được cái turn này. Vì vậy không có Turbo Patch thì mình nghĩ là họ gần như không làm được gì cả. Đó là Sorcerers. Ok, để xem họ có Turbo Patch hay không. Họ vẫn cần switch và cả rất là nhiều thứ nữa. Thì nếu như vậy thì ở trong này mình nghĩ là mình sẽ nhắm tới việc đó chính là kiếm được một con Absol và bench lên vị trí này, và sau đó chúng ta sẽ Parasimpose cái con DNA này, khiến cho nó không retreat được. Let's see. Đó là Charizard. Như vậy thì mình sẽ muốn Money Sơn. Mình sẽ muốn Money vào, chúng ta sẽ mặc man, họ nạp được năng lượng cho con Zacian thứ hai luôn rồi. Thực sự là nó rất là tệ thôi. Wow, họ đã auto creation được rồi, đó là một thứ cực kỳ đáng sợ. Nếu như vậy thì mình có thể là chấp nhận mất luôn cái boss này và chúng ta sẽ research cái hand này đi và có được một cái hand lớn hơn ở đây. Để có thể có tỷ lệ draw được cái con Absol của mình, draw được energy để có thể lock đối phương. Mình vẫn còn stem, mình vẫn còn stem, vì vậy mình có thể chấp nhận mất hai boss này. Chúng ta vẫn còn một boss còn lại. Vì vậy chúng ta sẽ research ở đây rất là nhiều thứ, nhưng mà tỷ lệ chúng ta ra được những thứ chúng ta cần cũng khá là cao, và như các bạn thấy nó vừa ra được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ quick boy con này của chúng ta sẽ Absol ở đây.
Như vậy thì bây giờ một một energy không không giúp cho họ làm được bất cứ điều gì cả. Chúng ta xin đủ đủ turn để đủ turn mình sẽ thôi trước. Mình chưa muốn nạp năng lượng vào đó, nhưng mà well, có lẽ chúng ta phải nạp rồi. Mình sẽ paralyzing bolt ở đây. Kaboom. Ok. Bây giờ họ sẽ bị chúng ta không có supporter trên turn sau. Mình sẽ mong là có thể có được một money hay gì đó trên sau, thì sẽ rất là tuyệt vời. Sẽ rất là tuyệt vời nếu chúng ta có money hay gì đó trên sau. Thì bây giờ mình nếu như mình paralyzing bolt họ thêm, họ nạp năng lượng ở đây, có nghĩa là chắc chắn là họ chưa retreat được ở turn sau nữa rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Với việc như vậy thì có lẽ mình nghĩ là chúng ta sẽ chill thôi. Mình sẽ switch vào con này của mình và dùng rabbit poison ở đây, khiến nó bị nhiễm độc, và sau đó chúng ta sẽ paralyzing bolt knock out họ trong vòng 2 turn, và lúc đó thì chúng ta sẽ nghĩ là sẽ khá là chill ở đây. Sẽ khá là chill. Chúng ta sẽ cố gắng knock out được một cái con nào đó của đối phương ở turn cuối cùng nữa, cái gì như là cái con Orange Cruise này, Super Zap Cannon sẽ có thể knock out một cách rất là dễ dàng. Và Intrepid Sword, ok. Bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta mọc, mình nghĩ là mình sẽ switch vội, đề phòng họ lại boss con nào của mình lên thì sẽ rất là tệ. Vì vậy, chúng ta sắp deck luôn cả cái research rồi. Sẽ check coi mình còn bao nhiêu switch nữa. Chúng ta còn khá là nhiều switch nữa, vì vậy mình nghĩ là mình có thể xếp mạng switch ở turn này được. So Rapid Fire Poisons. Mặc dù nó không giúp được gì, nhưng mà mình sẽ muốn cái con DZ của họ bị nằm ngược như thế này hơn là nằm bình thường. Họ có thể dùng Crushing Hammers, chắc chắn là sẽ knock out con này của mình rồi. Vì vậy mình sẽ retreat vào cái con này của mình. Chúng ta sẽ như thế này để chúng ta sẽ set up được chúng ta có Crushing Hammers ở đây. Ok, heads. Thực ra thì nó không giải quyết được gì nhiều, nhưng mà that's fine. Mình sẽ làm mỏng bộ bài của mình ra luôn. Mình không muốn cái hands của mình lớn như này, mình muốn có tỷ lệ có boss được cao nhất ở đây. Chúng ta có DNA luôn, vì vậy nếu như chúng ta có vậy mình nghĩ đây sẽ là cái checkmate. Họ không reset stem mình được, họ chỉ có thể money mình thôi. Nhưng mà nếu như money mình thì mình vẫn có thể draw được vào boss, vì chúng ta sẽ draw được tới 4 lá bài lận. Vì vậy Paralyzing Bolt ở đây. Họ sẽ chưa retreat được ở turn sau, đó là điều chắc chắn rồi. Trừ khi họ chơi Malulana thôi, thứ mà mình nghĩ là không còn quá nhiều người sử dụng ở trong cái thời điểm hiện tại nữa. Malulana là một lá bài khá là ít người sử dụng, và Bird Keepers cũng không ai sử dụng nhiều ở trong bộ bài ADP Zacian. Thì với một bộ bài ADP Zacian kiểu truyền thống thì mình nghĩ rằng trận đấu này đang ở trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng mà nếu như đối phương chúng ta có được những cái lá bài đi ngược với lại truyền thống thì có lẽ là mình có thể sẽ thua được ở game đấu này. Một Bird Keeper sẽ khiến cho họ ở một turn cực kỳ có lợi đây, và một Bird Keeper sẽ rất là tuyệt vời cho đối phương. Và chúng ta sẽ xem đối phương có được cái đó hay không. Chúng ta sẽ xem. Let's see. Và chỉ là Intrepid Sword cho đối phương thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ Paralyzing Bolt đối phương và vừa đó là Crushing Hammers. Mình sẽ muốn làm mỏng cái hands mình nhất có thể ở đây. Chúng ta sẽ discard cái energy từ cái con nhiều máu đó đi. Mình có thể bắt đầu nạp năng lượng vào đây luôn cũng được, để chúng ta đề phòng họ boss mình lên thì sẽ rất là tệ. Chắc chắn là họ không Crushing Hammers mình được rồi. Không biết là họ sử dụng hết hay chưa. Chưa, nhưng mà mình chắc chắn là sẽ item lock họ, mà họ sẽ không làm được gì cả. Vì vậy con này của mình cũng chỉ có một thôi, vì vậy sẽ rất là dễ retreat. Wow, thực ra là mình có cả Bird Keepers lẫn Switch ở trong bộ bài nếu như mình money mà. Thì mình nghĩ là mình sẽ nạp vào DNA đi. Sau đó chúng ta sẽ money đối phương ở đây. Ok, let's do like this. Alright, boss đã sẵn sàng. Đó là boss cho cái con này, và đó sẽ là game đấu của chúng ta. Crushing Hammers. Ok, đó là tiếp tục là Heads. Mình sẽ discard mỗi thứ một con, mỗi con một cái đi. Nếu như mình discard như thế này thì họ tấn công vào con này xong họ sẽ phải retreat vào con tiếp theo và tấn công, vì vậy sẽ rất là khó để làm được điều đó nếu như chúng ta item lock họ. Vì vậy mình nghĩ là mình sẽ discard một con đi để khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều. Sau đó chúng ta sẽ paralyzing pose ở đây, khiến cho đối phương bị item lock ở đây. Đó là high price của chúng ta, đó là cái turbo patch để phòng đối phương kiếm được cách nào đó để khiến chúng ta bị disrupt energy ở đây. Mặc dù mình không biết là cách nào cả, họ gieo grunt thì họ sẽ không money mình được, họ không stamp được, họ cũng không họ chỉ có thể boss con này lên.
Boss này lên knockout thì chúng ta vẫn có energy sẵn ở trên tay rồi. Mình nghĩ là đây là một tình huống mình đã checkmate cái bộ bài ADP Zacian này của đối phương rồi. Đối phương gần như không có cách nào để làm bất cứ điều gì khác nữa cả. Super Zap Cannon, cái con Ouroboros của đối phương. Thậm chí chúng ta có thể discard luôn cái con Eldritch Blast của đối phương và chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trong game đấu này. Và đương nhiên rồi, sẽ cảm giác luôn luôn rất là tuyệt vời khi các bạn thắng một bộ bài ATP Zacian với lại một bộ bài Memes Deck. Và chúng ta vừa làm được điều đó. K đó là Brave Blade và mình nghĩ với Brave Blade thì sẽ không giúp được gì nhiều cho đối phương ở trong những turn tiếp theo cả. Chúng ta sẽ boss còn đối phương và boss sẽ còn Orangus đối phương lên và đó sẽ là game đấu của chúng ta. Vicavolt V boss cái con Orangroos của đối phương lên và chúng ta sẽ super zap cannons và knock out Orangroos này, lấy một prize card còn lại, giành chiến thắng ở trong trận đấu với lại ADP Zacian và ở game đấu đầu tiên. Thật tuyệt vời khi chúng ta thắng được lại với lại cái bộ bài ở Vicavox V này. Và các bạn cũng đã thấy được rằng cái combo Crushing Hammer, sau đó gieo grunt và sau đó item lock đối phương nó thực sự là khó chịu như thế nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đến game đấu thứ hai để xem chúng ta có tiếp tục thắng được với lại một bài Vicavolt V này hay không nhé. Ok, và tiến vào game đấu thứ hai chúng ta, Players Cups. Và có vẻ như đối thủ của chúng ta là một người chơi rất là xuất sắc. Đây là người chơi đã từng tham dự Players Cups thứ nhất của Pokemon TCG. Và đây là một bài test khá là ổn với lại một bài Vicavolt của chúng ta. Không có energy, đó là thứ duy nhất mình không hề hài lòng với điều này thôi. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta sắp lại Vicavolt V là cũng ổn rồi. Chúng ta có năng lượng, chúng ta có mục tiêu để nạp năng lượng vào. Matchup này chúng ta sẽ đánh như thế nào? Mình thực sự là cái matchup này là một matchup khá là khó để đánh. Chúng ta phải item lock đối phương mà khiến đối phương không có được những thứ họ cần bằng những cái stem. Sau đó wow, nó như bạn muốn tấn công, bạn sẽ phải làm gì đó ở đây. Chúng ta sẽ khiến cho đối phương, nếu như họ muốn tấn công thì họ phải làm gì đó ở đây. Chúng ta không cho phép họ dễ dàng như vậy được. Để retreat thì họ sẽ khá là dễ retreat, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ crowbat trước ở đây. Mình sẽ crowbat để cố gắng kiếm một vài energy trước khi chúng ta titane hay gì đó ở đây. Ok, cool. Đó là switch. Cool. Vâng, nghĩ là sẽ pass thôi. Sẽ bench luôn một cái con này của mình. Mình nghĩ là mình sẽ bench luôn cái con này của mình để mình có một cái đối tượng để có thể coi như mình như vậy. Mình sẽ bench lock mình nếu như mình muốn sử dụng cả Slowbro. Nhưng mà mình nghĩ là Slowbro trong cái matchup này là một cái matchup mình nghĩ là không cần Slowbro cho lắm. Thực ra là vẫn cần. Với lại con Poltergeist 60 máu thì chúng ta vẫn cần. Sẽ rất là tuyệt vời nếu như chúng ta đi nhì. Nhưng mà that's fine. Họ có Harmonies mình, nhưng mà that's fine. Mình nghĩ là chúng ta ổn, mong mà không bị knock out thôi. Ở format standard thì 210 HP ở turn đầu không dễ một tí nào. Vẫn có thể, nhưng mà nó không dễ như là ở trong expanded. Vì vậy họ vừa cần switch, họ lại vừa cần energy, họ lại vừa cần đủ số lượng Pokemon để có thể knock out được chúng ta. Vì vậy có thể gọi là tỷ lệ chúng ta sống ở trong turn tiếp theo là vẫn có, và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ sống. Mình hy vọng là chúng ta sẽ sống ở đây. Họ mất khá là nhiều thứ, họ mất boss, đó là điều tuyệt vời. Chúng ta không muốn họ boss chúng ta những turn let's game. Rồi you turn boss và họ sẽ concede vì có vẻ như họ sẽ quá là chậm so với lại chúng ta trong cái trận đấu này. Nhưng mà mình nghĩ là cũng chưa thực sự là chắc chắn được rằng ai sẽ chiến thắng cả. Nhưng mà wow, có một vài người chơi lại thực sự là không hài lòng với những gì họ có, và họ muốn có được tất cả những thứ họ cần. Và alright, cái đấu thứ hai chúng ta tiếp tục thắng lại với bạn Vicavolt V này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái đấu thứ ba xem chúng ta có thể có được chuỗi 3 trận thắng liên tục với lại bộ bài Vicavolt V này hay không nha. Alright, tiến hành đến game đấu thứ ba của chúng ta. Một cái deck box khá là đẹp đến từ đối thủ Oops 412 của chúng ta. Chúng ta tiếp tục thắng conflict rồi. Thực sự là mình cũng không biết là nên đi nhất hay gì. Đi nhì thực sự là có khả năng chúng ta sẽ tấn công được ở turn đầu, nhưng mà
không có gì đảm bảo cả. Thực sự là không có gì đảm bảo chúng ta là có được điều đó cả. Mặc dù Tabu Coco thì sẽ giúp chúng ta có một energy, nhưng mà lúc ta luôn 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 muốn Tabu Coco chúng ta cho chúng ta hai energy rồi, còn sử dụng một thì rất là phí. Có thể là Energization tiếp rồi. Ok, đừng ra Pokemon nào cả. Ok, lovely. Đó là thứ mình cần. Đừng ra Pokemon nào cả. Chúng ta không cần ra Pokemon ở đây. Họ sẽ có thể mau wow chúng ta và mình không muốn điều đó xảy ra. Chúng ta mất cả hai Rock City turn sau. Vì vậy nếu như được thì mình sẽ mong chờ là chúng ta sẽ đó là Zacian, đó là Chirachi thôi. Ok, Chirachi. Như vậy có thể là Baby Plants. Baby Plants với Orangroost thì mình cũng không thấy quá là nhiều. Thì mình có thể đoán được đây có thể là Luxac, Lucario Memorials phiên bản sử dụng Chirachi. Mình không chắc chắn đây là gì cả. Wow, chúng ta sẽ biết sau khi họ sẽ là Wish. Đây là cái hand mà mình có thể chấp nhận cho họ Money được. Nhưng mà chúng ta có cả Quick Ball, chúng ta và có Quick Ball, có Dark CD sẽ có thể tìm cách switch vào con Slow Pro. Vì vậy mình nghĩ rằng đương nhiên là chúng ta cũng không không đây nếu như không bị gì thì thực ra cũng vẫn sẽ tốt. Thứ mình mong chờ chính là cũng đừng mất cái Dark CD đâu, và với việc họ sử dụng Research thì mình nghĩ rằng không phải là Baby Plants rồi. Baby Plants thực sự là một cái matchup mình nghĩ là không quá là khó, với lại Vikavolt V chúng ta sẽ với matchup Baby Plants thì mục tiêu chúng ta sẽ luôn luôn là Money nhiều turn thôi, thì họ sẽ gần như là sẽ không có bất cứ được thứ gì họ cần cả. Chúng ta còn sử dụng cả hai Reset Stamp nữa, thế nên sẽ rất là khó để họ knock out được chúng ta. Quick Ball cái Communications đi. Cái matchup này thì thực sự là mong là chúng ta sẽ muốn Paralyzing Lock đối phương ở turn sau, và sau đó chúng ta sẽ khiến cho họ không Rare Candies được. Và với việc và như vậy thì họ cũng sẽ có luôn cái Parasol, và chúng ta sẽ không thể nào Poison họ được. Như vậy là cái thứ mà mình cần làm ở đây đó chính là chúng ta sẽ Paralyzing Lock đối phương, và chúng ta sẽ knock out, bắt buộc phải knock out được con Rowlet của đối phương ở những cái turn mà họ chuẩn bị tiến hóa thành cái con Decidueye. Mình nghĩ đó là cái cách duy nhất mà chúng ta có thể thắng ở trong cái matchup này luôn. Và đương nhiên là mình sẽ nhắm mục tiêu là knock out cái con có cái Parasol của đối phương trước, bởi vì chúng ta sẽ không poison được nó. Còn còn những con khác thì chúng ta có thể poison một cách rất là dễ dàng. Thì let's see, đó là Datrix. Ok, Quick Ball, như vậy là họ sắp được đến tận 2 con Rowlet và mọi thứ sẽ rất rất là tệ đây. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ knock out được đầy đủ thì mình nghĩ là chúng ta vẫn có một cơ hội nhỏ nhoi ở trong cái trận đấu này. Chỉ là một cơ hội nhỏ thôi, chúng ta vẫn có thể tấn công bằng con Tapu Koko. Vì vậy Tapu Koko là một cái con mình nghĩ là chúng ta sẽ để dành, và chúng ta sẽ sử dụng nó ở một turn chúng ta cần. Tapu Koko là con rất rất là quan trọng ở trong trận đấu này luôn. Đó là con duy nhất của chúng ta có thể xuyên qua được cái con Decidueye của đối phương. Và trước tiên thì chúng ta sẽ Crushing Hammers, please. Sad, rất buồn. Mình sẽ research cái hand này thôi, vì vậy mình sẽ như thế này. Chúng ta sẽ lấy còn mình chưa cần phải bộ lấy Tabu Koko ra làm gì cả. Mình sẽ research cái hand này, vì vậy mình nghĩ là mình sẽ lấy con này của mình ra. Sau chúng ta sẽ có thể lấy thêm Crobat ra để draw chăng? Mình sẽ research ở turn này vì mình nghĩ là mình không cần phải Crobat ở turn này. Mình sẽ như thế này, sau đó chúng ta sẽ lấy cái con Upsol ra để nếu như họ họ có thể đơn giản là retreat một cách rất là dễ dàng. Thế nên mình nghĩ là mình sẽ không khiến không cho họ retreat, họ bắt buộc phải sử dụng Scoop Net để làm bất cứ điều gì khác. Research ở đây. That is bad. Alright. Mình sẽ detain đây. Chúng ta cần switch ở đây. Chúng ta rất là cần switch ở đây. Chúng ta phải bắt đầu Paralyzing Block đối phương, còn nếu không thì mọi thứ sẽ chúng ta phải switch ở đây trước để poison, nhưng mà thật ra chúng ta cũng phải mất hai. Mình phải switch ở đây mình poison trước, chúng ta đối phương không retreat được thì ở turn mà họ sẽ lấy xong họ sẽ bị poison và chết. Oh man,
Rất tệ. Chúng ta lại lẽ ra có thể knock out con này trong cái turn mà họ sell a wish xong rồi. Ví dụ như turn này họ không retreat được là điều chắc chắn rồi. Mình quá là tệ. Thực sự là mình rất tệ luôn. Sad. Có thể gọi là rất là buồn thôi. Thật ra thì mọi thứ vẫn không sao cả. Chúng ta vẫn có thể speed energies và ok, họ có thể boss một cái con gì đó mà chúng ta không retreat được lên ở đây, và đó chắc chắn cũng là một thứ rất là không hề ổn một tí nào rồi. Thì để xem họ sẽ quyết định là boss con nào lên ở đây, hoặc là họ có thể không boss, họ không có energy vì vậy họ chưa tấn công được. Thế nên nghĩ là chưa sao cả. Chúng ta sẽ bắt đầu nạp năng lượng cho con Tabuko này dần để có thể sẵn sàng những turn tiếp theo để knock out con những cái con Deshira của đối phương và boss. Nếu như họ không bỏ cái CD này ra thì mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn ổn ở đây. Và như vậy là họ không biết được rằng cái CD của chúng ta làm gì rồi. Thậm chí chúng ta có cả Bird Keepers nữa. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ nạp năng lượng vào con Tabu Koko này trước đi. Chúng ta sẽ Crushing Hammers. Ok, thật là tuyệt vời. Nghĩ là mình sẽ muốn bắt đầu draw bài nhiều hơn ở đây để có thể sẵn sàng những turn tiếp theo, để có boss các kiểu, chúng ta có gel horn và chúng ta có switch các kiểu. Vì vậy mình nghĩ là mọi thứ khá là ổn ở đây. Thế mình cần làm bây giờ chỉ có thể là parallel both thôi. Tiếp tục item lock đối phương, và chúng ta cần phải có được những cái boss ở đây. Hiện tại thì họ chưa có energy tấn công được, vì vậy cái con Sabo của chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu tấn công được ở trên sau nếu chúng ta có được cái Turbo Patch. Và còn nếu không thì mình nghĩ là mình mong chờ vào việc đó là mình có thể gieo hon đối phương và khiến cho họ không họ phải flip coin. Nếu như họ flip coin thất bại thì họ sẽ bị mất 30 máu, một lượng máu khá ổn. Rosa, S5, họ có thể lấy con Dartrix thứ hai ra. Chắc mình không tấn công được bằng Absol, khá là đáng buồn. Là không tấn công được bằng Absol, chúng ta không có Energy Dark ở đây. Alright, chúng ta sẽ mong chờ vào những điều tốt nhất thôi. Cái Big Parasol thật sự là một cái lá bài rất rất là khó chịu và cực kỳ tốt cho lại những cái bộ bài DCGI này luôn. Thì để xem chúng ta sẽ làm được gì ở đây. Let's see. Tôi nghĩ là turn sau mình sẽ muốn energies vào con này, hay là mình muốn sẽ energies vào con Tapu Koko để sẵn sàng vào turn tiếp theo của mình. Thực sự là mình không chắc chắn lắm. Có Marnie's ok, nhưng mà đó là Marnie's turn sau và chưa phải là turn này. Thế nên mấy con ta có thể ok, đó là họ tiến hóa rồi. Mình nghĩ là mình sẽ energy vào cái con Richie active, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể boss con này lên và super zap cannon nó knock out, và như vậy là chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến con DCY nữa thôi. Thế nên mình nghĩ là mình sẽ làm như vậy. Rất tệ. Alright, với việc như vậy có lẽ chúng ta phải khiến cho họ confuse thôi. Bird Keepers. Ok, đương nhiên là không Rapid Poison được rồi. Họ có cái quay thâu rồi. Chỉ ngăn chặn effect of attack thôi, chứ không ngăn chặn cái condition, vì vậy chúng ta vẫn có thể poison đối phương được. Và đó là một đường down mà mình nghĩ rằng mình cực kỳ thích điều đó. Cực kỳ thích điều đó. Họ sẽ money mình nhưng mà mình nghĩ là mình không quan tâm lắm. Chúng ta sẽ super zap cannon ở đây thôi. Ok, 10 đam. Nhưng mà nó sẽ là 40 nếu như họ flip thất bại nha. Họ flip thất bại ở đây. Cái con Tabuco của mình chỉ có 120 dam thôi, và thậm chí là chưa knock out được con này của đối phương. Nhưng với Poison thì bây giờ chúng ta gần như là có tỷ lệ knock out được đối phương khá là cao ở đây rồi. Họ sẽ Money mình ở đây. Chúng ta có mất Turbo Patch đi, chúng ta mất đi khá nhiều thứ. Đó là Money, ok. Nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ có thể có Boss ở đây. Mong là họ sẽ chưa tiến hóa được con đó, mình chỉ mong là họ chưa tiến hóa được con đó thôi. Chúng ta không có gì cả. Alright. Đó là thứ mà mình muốn thấy, đó là thứ duy nhất mà mình muốn thấy ở đây. Ok, đó là thứ mà mình muốn top deck luôn.
giao grunt khiến cho họ bị chậm một thân năng lượng, họ không thể nạp được cái con thứ hai của họ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tương tự như vậy thôi. Palazing Bolt. Ok. Bây giờ thì họ đã làm một cái mốc chúng ta hoàn toàn có thể knock out được bằng cái con Tapu Koko của mình rồi. Thì ra hiện tại thì mình không có được bất cứ gì khác nữa cả. Mình xem tuyệt vời nhất sẽ là boss ở đây, hoặc là ít nhất là chúng ta có một cái energy nữa để có thể tấn công một Tapu Koko thay vì ngồi chờ thế này, nó sẽ rất là chậm. Rất rất là chậm. Mình cần money hay gì đó ở đây, nhưng mà rất là nhiều research của mình và money của mình đã nằm dưới đáy bộ bài. Và họ đang draw một cách rất là aggressive, như vậy là họ đang nhắm đến việc đó là muốn có bằng được cái con Decidueye thứ hai. Ok, that's good. Lần này họ đã thắng rồi, họ đã có được cái flip coin thành công rồi. Togo chúng ta đang ở trong một tình thế rất tệ. Nhưng mà thật ra là nếu như họ cứ split như thế này thì thực sự là sẽ rất là khó để có thể tới được cái thời điểm mà knock out được cái con Sabuco này của mình. Thế nên theo như mình thấy thì họ không sử dụng con Zigzag Goons. Thế nên mình nghĩ là có thể chúng ta sẽ chưa bị knock out sớm đâu. Chúng ta còn phải thêm một vài turn nữa. Mình nghĩ là mình có thể để dành con này để tấn công ở những turn tiếp theo. Và đương nhiên là với cái này thì chúng ta không tấn công được rồi. Zap Cannons please. Bây giờ thì họ đã xuống mốc và 60 HP rồi. Nếu họ flip coin thất bại thì chúng ta sẽ gần hơn lại với lại một cái turn knock out ở đây. Chúng ta sẽ rất là gần ở đây rồi. Chúng ta cũng gần bị knock out luôn rồi, như các bạn thấy chúng ta cũng gần bị knock out ở đây rồi. Ok. Một lựa chọn khá là thú vị. Họ đang mất rất là lãng phí cái boss order ở đây. Mặc dù họ biết được rằng chúng ta có Dark CD nhưng mà họ vẫn đang rất là lãng phí boss order ở đây. Có phải như vậy là nhưng mà mình vẫn có switch ở trên tay trừ khi họ money mình cái turn này thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn rất là nhiều switch, chúng ta vẫn còn có bird keepers. Thế nên nghĩ là retreat rất là dễ, mình nghĩ là retreat quá là dễ ở đây. Không gì dễ dàng hơn việc retreat cái con slow bro này cả. Sắp đánh tốt nhất của mình bây giờ sẽ là money. Money tự nhiên là tuyệt vời. Đó là flip coins mà. Ok, chúng ta đã tấn công. Mình nghĩ là mình chưa vội làm điều này. Mình nghĩ là mình sẽ cứ nạp năng lượng ở đây thôi. Mình không cần phải tấn công một cái con mà chắc chắn nó sẽ bị knock out đây rồi. Không có lý do gì mình làm như vậy cả. Ở sân sau họ có thể retreat nhưng mà như vậy họ sẽ mất hết năng lượng và gần như là họ không còn nhiều năng lượng nữa. Mình không nghĩ là họ còn nhiều năng lượng tới vậy đâu. Vì vậy chúng ta sẽ như thế này. Chúng ta shuffle bộ bài của mình lên một xíu bởi vì tất cả supporters của mình dưới đáy bộ bài rồi. Mình không draw ra được thì đó là một điều không quá là bất ngờ. Thế nên switch vào đây thôi. Chúng ta tiếp tục lock đối phương khiến đối phương không sử dụng supporters họ muốn, những cái items họ muốn. Còn ở sân sau chắc chắn là họ sẽ bị knock out rồi, trừ khi họ retreat thôi. Họ có thể retreat xong rồi không làm gì cả. That's fine, nó hoàn toàn ổn với điều đó. Đó là Chira Cheese. Họ có thể retreat và Chira Cheese. Sure. Thêm một con Rowlet nữa. Oh my god, đây sẽ là một trận đấu rất là dài thôi. Chúng ta chỉ mong là chúng ta sẽ khiến cho họ không có đủ energy để làm bất cứ điều gì thôi. Chúng ta hết Crushing Hammer rồi. Lần này họ có được hết nhưng mà họ sẽ bị knock out. Họ sẽ bị knock out ở đây. Họ bỏ vào ai thì nghĩ là chắc chắn là bỏ vào Tapu Koko là một là chắc chắn rồi. Nhưng mà họ chưa có đủ năng lượng để làm những turn làm bất cứ điều gì ở những turn tiếp theo cả. Vì vậy mình nghĩ là chúng ta đang khá là chill ở đây một xíu. Đó là pha knock out cho đối phương. Chúng ta đã có thêm được một prize nữa rồi. Đó là Bird Keepers, ok. Họ sẽ đẩy Chia Cheese lên chăng? Chắc chắn là họ phải đẩy một cái con nào đó mà có một retreat cost thôi. Còn nếu không thì rất là tệ, chúng ta có Bird Keepers luôn. Vì vậy có thể Bird Keepers vào cái con này của mình và draw by. Skill dive gây 10 đam. Chúng ta còn 30 máu lận. Còn khá là trâu ở đây. Thế ra đối phương sẽ là, họ sẽ đẩy con này lên. Man, mình không nghĩ đó là một ý hay một tí nào cả. Như vậy nếu như vậy chúng ta sẽ chưa chắc là retreat được cái con này của mình. Mình chưa chắc là chúng ta sẽ retreat được con này. Vì vậy mình có board keepers, mình nghĩ là mình vẫn ổn mà mình sẽ như thế này. Chúng ta chắc chắn retreat được rồi, tuyệt vời. Với việc như thế này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ tấn công họ ở turn này gây 120 dam. Hiện tại thì họ đã mất bao nhiêu rare candies, theo như mình thấy thì chưa mất bất cứ một rare candies nào cả. Vì vậy có lẽ là mình sẽ switch ở đây.
gieo horn hay không. Không nghĩ là có bất cứ cách nào họ nạp năng lượng nhanh cả, không có bất cứ một cái supporter nào có thể nạp năng lượng nhanh, vì mình nghĩ là không cần phải gieo horn ở đây vội. Mình sẽ switch vào con này. Yep, like that. Sau đó chúng ta sẽ Paralyzing Bolt ở đây thôi. Chúng ta sẽ chờ họ mất 10 máu trước ở đây, và sau đó ở turn sau họ sẽ mất thêm 10 máu nữa. Lúc đó thì mình sẽ bắt đầu chuyển vào con Tabuco của mình và bắt đầu tấn công. Thay vì vội vã tấn công thì không có lý do mình phải thay vào vội vã tấn công ở đây cả. Họ đã mất 2 boss rồi, mình không nghĩ được rằng họ sẽ có thêm quá là nhiều boss ở đây cả. Ok. Mình chưa nạp năng lượng ở turn trước nhưng mà mình nghĩ không có lý do mình phải nạp năng lượng cả. Đó là switch. Ok, như vậy là mình đỡ phải mất năng lượng của con này luôn, đó là điều rất là tuyệt vời. Họ chắc chắn là không retreat được rồi. Đó là điều không có gì để bàn cãi cả. 100% là họ không retreat được. Vì vậy ok. Họ đã gần deck out rồi, họ cũng gần deck out rồi, họ không nạp năng lượng ở turn vừa rồi luôn. Alright. Nếu như họ không nạp năng lượng thì mình không lý do mình làm bất cái điều khác cả. Họ không nạp năng lượng mà, không nạp năng lượng chúng ta sẽ cứ thế này thôi. Cho đối phương bị poison đến chết, họ sẽ bị deck out trước mình. Vì vậy, không lý do mình làm gì cả. Thực ra mình có thể tấn công luôn ở turn này và thực ra mình có thể tấn công luôn ở turn này. Bởi vì họ cũng sẽ không tấn công được ở turn tiếp theo. Cho dù họ ra candy đi nữa, nhưng mà mình vẫn thiên về hướng đó chính là chờ đợi boss ở đây hơn. Họ vừa money một cái hand mà mình không có boss, vì vậy tỷ lệ mình draw ra boss cũng khá là cao rồi. Chúng ta sẽ chờ cái boss ở đây. Hiện tại thì mình đang mong là chúng ta đã không có con upsaw này ở đây, chúng ta có thể crowbat hay là detainer ở đây để chúng ta có thể draw được một ít bài. Nhưng mà mình không muốn lãng phí switch, bởi vì switch là cái thứ để chúng ta có thể luân chuyển những con này đi, bởi vì họ có thể biết đâu họ còn một cái boss thứ ba và sau đó stuck, khiến chúng ta bị stuck ở chi active, chúng ta mất hai switch rồi, chúng ta mất luôn cả bird keeper rồi. Vì vậy rất tệ. Đó là zigzagoons. Alright, như vậy họ có sử dụng zigzagoons nhưng mình không biết họ sử dụng bao nhiêu con, bởi vì họ cho tận chỉ còn có 12 lá bài thì họ mới bắt đầu có zigzagoons. Ok, bây giờ sử dụng zigzagoons ở đây thì có lẽ chúng ta phải bắt đầu có những cái câu trả lời gì đó ở đây rồi. Có thể knock out được cả con vi. Wait, tại sao họ lại tấn công vào đây? Họ sẽ research. Oh no. Họ mới mất có một Rekindy thôi, họ chỉ còn nói là bạn. Mình không hiểu tại sao họ chỉ alright, họ nạp năng lượng vào cái con mà không tấn công được. Cái con mà sẽ bị chết ở thân sau với lại cái chiêu của cái con Tabuco này. Và mình nghĩ là với việc họ làm như vậy thì đó là một điều rất là sai lầm, cực kỳ sai lầm luôn. Bây giờ thì lúc này là mình sẽ switch cho con này và họ sẽ concede luôn. Alright, một cái matchup rất là khó ở đây. Nhưng mà với khả năng item lock cực kỳ khó chịu, chúng ta vẫn vượt qua được cái bộ bài Decidueye này. Mình nghĩ là đây là một matchup rất là khó. Và chúng ta đã có được chuỗi thắng 3 trận liên tục với lại bộ bài Vika Volt và Slow Pro này của mình. Vika Slow. Bộ bài memes deck khá là thú vị. Chúng ta sẽ khiến cho họ cực kỳ khó chịu, mặc dù đôi lúc họ flip coin rất là dễ dàng, họ flip coin luôn heads với lại confuse. Nhưng mà mục tiêu của bộ bài này là gây khó chịu mà. Vì vậy mục tiêu của chúng ta sẽ tới khiến cho họ khó chịu bằng những lá bài gieo horns, confuse, sau đó cho họ thấy được cái heads với lại crushing hammers, sau đó cho họ thấy được cái gieo grunts, sau đó stamp và nhiễm độc các kiểu và item block. Thì đó sẽ là mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của mình đó chính là khiến cho đối phương khó chịu nhất có thể trong trận đấu. Và nếu như họ khó chịu thì có lẽ là chúng ta đã thành công rồi. Cho dù chúng ta có thắng hay là thua thì chúng ta cũng đã thành công ở trong việc sử dụng bộ bài này rồi. Và đây là decklist về bộ bài Vikavolt và Slow Pro của mình. Và mình sẽ để bên dưới phần mô tả cũng như mọi khi nha. Và nếu như các bạn thấy thích video clip này, đừng quên là cho một like và một subscribe. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip về review lần sau nhé.